Bonsai Đức Huy xin kính chào quý vị yêu hoa cây cảnh bonsai trên toàn quốc. Kính thưa quý vị, Bonsai Đức Huy đang có mặt ở vườn chú Tuấn, Yên Bái quý vị nhé. Bonsai Đức Huy vào vườn, Bonsai Đức Huy ấn tượng bởi một cây mộc hương cổ, mộc hương ta quý vị nhé. Quý như nào và cổ như nào thì quý vị sẽ được chiêm ngưỡng. Bonsai Đức Huy phải đứng gần chục mét thì mới lấy được tổng bóng quý vị. Cây này cao khoảng gần chục mét, cây rất to quý vị. Thật sự là hiếm khi Bonsai Đức Huy được chứng kiến một cái cây mộc to như này. Chú ơi, chào chú. Chào nhé. Vâng ạ. Chú ơi, cháu rất ấn tượng bởi cái tác phẩm mộc của chú, một cây mộc cổ. Thì chú có thể chia sẻ cho quý vị yêu cây hiểu hơn về cái tác phẩm mộc của chú không? Có thể nói là mình cũng là cái duyên thôi. Được sở hữu cây mộc cổ này mấy năm nay rồi. Cây này thì mình rất là tâm huyết. Thứ nhất là một cây mộc rất là già. Vành cốt đo chỗ này, đo ở đây. Vâng. Là anh em đo là 93 vành. 93 vành hả chú? Chứ mình cũng không đo đâu. Vâng ạ. Thế và thoát lên đây là 1m65. Vâng ạ. Đấy, 1m65. Thế và cây này nó có cái đường thân là rất là đẹp. Vâng. Đường thân nó rất là điệu. Vâng. Nó không thẳng trực mà nó cũng không ấy, mà nó lại là lượn. Vâng. Đấy, đường thân rất là đẹp. Và cháu nhìn thấy những cái u sụn của thân này chú nhỉ? Lá thì ở đây lá cây mộc già lá rất nhỏ. Vâng ạ. Quý vị có thể xem lá nhỏ có răng cưa. Vâng. Đấy, có răng cưa. Chi tiết răng cưa này. Vâng. Đấy. Và cây này hoa thì có thể nói hoa rất là khủng khiếp. Vâng ạ. Những cái đợt mà nó chính vụ của nó và nhiều hoa rồi nó còn khi nó già rụng xuống là thành thảm đây. Vâng. Đấy. Thế và bộ tay cành thì có thể nói là nó già, nó quay ngang hết rồi. Vâng. Quay ngang hết tay rồi. Đấy. Một cây mộc quý nha quý vị nhé. Chưa bao giờ Bonsai Đức Huy lại được chiêm ngưỡng cây mộc quý này. Cây này thì nó có thể nói là cái từ lúc nó sinh ra thế nào mình cũng không biết được. Vâng. Vì là mình là người sở hữu sau thôi. Vâng. Nếu như mà nghe anh em nói lại là từ Bắc Hà, Lào Cai. Vâng ạ. Của ngày xưa gốc gác là chiết từ cái cây của vua mèo Vàng A Tưởng ra. Vâng. Ở cái dinh vua mèo Vàng A Tưởng. Vâng. Đấy. Thế xong nó bản thân nó là mộc ở cái vùng xứ lạnh nhiều năm. Vâng ạ. Đấy, da nó cũng khác cái mộc ta thế này một chút. Vâng. Đấy, cái mộc xứ lạnh như thế. Vâng. Thế sau đó thì bán đi về Tuyên Quang. Vâng. Thế xong rồi về Hải Dương. Thế xong rồi về Phú Thọ. Vâng ạ. Thì mình biết được thế thôi. Vâng. Mình mua lại từ năm 2019. Vâng ạ. Đến nay 23 thì là được tháng 54 rồi. Vâng ạ. Được rất là tâm huyết với cây mộc này. Vâng. Vừa già vừa đẹp vừa cổ thụ và hoa rất là thơm. Vâng ạ. Thưa quý vị, vừa nhìn chú Tuấn đứng cạnh cây tác phẩm mộc thì quý vị cảm nhận là một cây mộc đồ sộ như nào và hùng vĩ như nào. Bóng tàn phủ kín một góc sân quý vị ạ. Đây quý vị nhìn đây. Bonsai Đức Huy nùi ra gần chục mét được quý vị cảm nhận được. Một cây mộc chú Tuấn rất là tâm đắc và yêu thích tác phẩm này. Những ai yêu mộc hương thì quý vị sẽ cảm nhận một cây mộc hương quý. Rêu phong ra tận đầu cành nha quý vị. Đây quý vị này. Rêu phong ra tận đầu cành rồi. Cháu thấy vườn chú rất nhiều cây mộc hương chú nhỉ? Vườn mình thì
Hiện nay còn một số cây mộc. Vâng. Trong đó thì có cả mộc Yên Bái, cả mộc Phú Thọ. Vâng. Có thể Đức Huy đi xem một số cây mộc. Vâng ạ. Quý vị theo chân chú Tuấn để chiêm ngưỡng một số cây mộc nhé, quý vị nhé. Đây có thể nói là cũng là một cây mộc rất là cổ. Vâng. Cây này thì nó to lắm. Vâng. Đấy. Cây này thì hàng cốt chậu. Vâng ạ. Mình chơi mình cho trên chậu cũng 4-5 năm nay rồi. Vâng ạ. Mua được của anh em thì sở hữu, có thể nói là cây rất là già, hoa sai. Vâng. Hàng này là hàng lá tròn. Vâng. Dưới chơi mộc thì anh em biết cả. Vâng. Nó không thể quý vào hàng lá dài được. À thế ạ. Mà hoa thì rất là thơm. Vâng. Và rất là sai hoa. Vâng. Thế còn có thể đi ra một số cây này. Vâng. Còn rất nhiều đúng quý vị nhé. Quý vị hãy cùng với chú Tuấn để chú Tuấn giới thiệu với quý vị, chia sẻ với quý vị. À, mộc hường của chú bên cạnh rất nhiều này quý vị này. Rất nhiều cây mộc hường quý vị nhé. Cây rất to đấy quý vị ạ. Nhìn như vậy thôi, rất là to đấy. Và đây một cây quý vị, đây là một cây mộc hương khủng nữa quý vị. Cây này của mình thì là vanh chỗ này là nó trên 70 này. Vâng. Đấy. Thoát được độ 20. 20 thì chưa cành đúng nhỉ? Chưa cành. Hiện nay là cây này, cây mộc cổ là người ta sở hữu từ bé ở Yên Bái. Vâng. Của cái bác này là nguyên là bí thư tỉnh Yên Bái. Vâng. Bác ấy cũng về già bây giờ là con sở hữu. Vâng ạ. Thì sau đó thì cách đây độ 3-4 năm thì mình mua được lại được. Vâng. Có hai cây thì mình mua được một cây này. Vâng. Một cây bán cho người khác mất. Vâng. Mình rất là tâm đắc bởi vì là thứ nhất là cây rất già. Vâng. Cái thứ hai là chất mộc là chất mộc da nó rất là sáng. Dạ vâng. Da trắng tinh lên tận rằm. Vâng. Hoa thì rất sai và thơm. Đây cái đề tàn là cao, chú ước tính cao khoảng chắc phải trên 6 mét. Trên 6-7 mét nhỉ. Rộng này chắc phải 4 mét. Vâng. Cao 6-7 mét quý vị nhé. Rộng tàn rộng khoảng 4 mét. Một cây mộc rất là khủng. Thế còn rất nhiều cái mộc trên chậu nữa. Vâng. Cây này thoát thân đẹp thế không nhỉ? Cây này thoát thân 80. Thoát thân 80. Bóng tàn đẹp lắm quý vị nhé. Cây này bóng, cây bóng nó rất là đẹp. Ta xịn sò luôn. Chú chia sẻ là mộc ta xịn sò luôn quý vị ạ. Và rất nhiều hoa này. Quay một cây bonsai bên này. Ngoài những cây mộc và tàn tự nhiên thì chú Tuấn còn có một cái tác phẩm mộc. Chú làm theo hàng bonsai. Nhỏ gọn chú nhỉ. Cây này là vanh 50. Vâng ạ. Vanh 50 mà thoát là 25. Vâng. Đấy. Cao thì khoảng 1 mét thôi, đúng nhỉ? Thế thôi, tầm tất cả 1 mét thôi. Từ gốc lên 1 mét thôi. Mình đang xây dựng thành cây bonsai, mộc bonsai cỡ đại. Vâng. Có thể nói là cây này là một cây sau này xây dựng xong cây bonsai này rất là đẹp. Vâng. Cái cốt nó phù hợp với cái cốt mộc bonsai. Vâng. Đây, cây này rất nhiều đó quý vị này. Chú Tuấn chia sẻ là chú mấy năm vừa rồi chú bán rất nhiều mộc nhỉ quý vị nhé. Số lượng mộc mà chú bán ra thị trường lớn lắm quý vị. Hiện nay của chú cũng còn rất nhiều cây mộc nữa. Lại một tác phẩm mộc đó quý vị ạ. Cây này bóng tàn cũng rất đẹp. Chú yêu cây này bóng tàn tỏa đều ra tứ diện chú nhỉ? Cây này thì là cây mộc thì trồng từ bé. Vâng ạ. Người ta đã sở hữu được cái cụ này ở Tuyên Quang. Vâng. Sở hữu được cụ nói lại là hơn 30 năm rồi.
Vâng. Thì mình mới mua lại được mấy năm nay. Bởi vì là khi trồng chậu thì nó không vọt lên mà nó quay quay ngang hết tán. Vâng. Nhưng mà nó già tận dăm rồi. Vâng. Đấy. Mà chất mộc của Tuyên Quang đấy. Mộc vâng. này là mộc làng Pháp, là mộc rất là quý. Thế à? Có thể nói rất quý. Vâng. Chú chia sẻ là mộc của Việt Nam này, những cây mộc thì có mấy loại mộc chú? Cái vùng phía Bắc thì mình nói vùng phía Bắc thôi. Vâng. Thì nói chung là có rất nhiều mộc, nhưng mà có mấy cái ở trên này, trên Tây Bắc có mấy cái dòng mộc này. Một là mộc Phú Thọ. Vâng ạ. Phú Thọ thì cái thanh thủy Phú Thọ là rất nhiều. Vâng. Trước đây đấy. Thứ hai nữa là ở cái làng Pháp Tuyên Quang. Vâng. Là nhiều. Và thứ ba nữa là mộc ở Đại Đồng Yên Bái. Vâng. Đại Đồng Yên Bái là cái mộc cũng xa xưa có những cây rồng từ thời Pháp. Vâng ạ. Thế còn anh em ở dưới Hà Nội thì lại thích cái mộc Sơn Tây. Vâng. Lá nhỏ mà có gai. Vâng. Đấy, thân có gai. Vâng. Đấy thì mình chơi mộc thì mình hiểu được một số mộc của thế. Dạ vâng. Thế còn hiện nay thì mộc mộc tàu du nhập vọng rất nhiều. Vâng ạ. Nhưng mộc tàu thì đặc biệt là lá to. Vâng. Dăm thưa. Các cái nốt dăm với nhau nó thưa. Vâng. Nó như thanh điền và thanh quê đấy. Vâng. Tóm lại như thế. Dạ vâng. Thế và mộc tàu thì cái da nó thô. Vâng. Mắt mắt gai to. Vâng. Và hoa thì nó thưa hơn là cái mộc ta. Vâng. Đấy. Cái độ thơm nó cũng khác nhau. Thơm thì cũng không bằng. Ừ, thơm khác nhau. Dạ vâng. Đấy thì chia sẻ mộc thì cũng được chú Tuấn là người có kinh nghiệm về cây cảnh cũng như kinh nghiệm về loài hoa mộc, để chia sẻ cho quý vị biết thêm về loài hoa mộc. Quý vị đến gần hơn với cái vườn mộc nhỏ hơn một chút của chú Tuấn nhé. Cây này thì vành nó vành cục gốc này chắc là được 25-26. Vâng ạ. Thoát hơn 1 mét. Cây này thoát thân đẹp. Chân bệ khá đẹp. Vâng. Thì cái quay nhưng mà nó hơi hơi bẩn. Cái lô này là mình cũng còn mấy chục cây. Vâng. Có thể nói có những cây không có một tí sẹo nào. Vâng. Cây này thì nó ra nó hơi ấy nhưng mà sau nó sẽ già, nó đang già đi. Vâng. Đây là hoa của vị này. Hoa đang rất nhiều nhỉ. Chia sẻ chú có xem đi nhé. Đây quý vị này, rất nhiều mộc này quý vị này. Quý vị nào cần mộc Tết thì sẽ liên hệ với chú Tuấn nhé quý vị nhé. Thì bác sau đây chú Huy sẽ cho cái số điện thoại ở đầu video cho quý vị yêu cây được biết cái số điện thoại chú Tuấn, là cái địa chỉ của chú Tuấn để quý vị liên lạc với chú và có thể thì tìm đến vườn chú để tham quan. Và rất nhiều những cây bonsai, những cây hoa quả để quý vị chọn lựa. Và những cây mộc thì chơi Tết thì rất là đẹp. Mùa xuân có những cái cây hoa, loài hoa mộc thì rất là thơm. Đầy đủ cái kích cỡ quý vị nhé, những cây mộc. Từ thoát thân từ thấp đến cao và từ những cây nhỏ đến cây to, có hết. Đây có những cây nó mịn như này, không có một tí sẹo này. Vâng. Đã sáng bốc. Thì cái dòng này gốc gác là cũng làng Pháp của Tuyên Quang đây. Thế ạ? Cái dòng này. Vâng, đây là cái dòng. Cháu nhìn cái da nó khác ngay. À thế ạ? Đấy, trắng bốp như thế. Trắng toát thế. Lớn đâu dàn đấy. Vâng. Cái dòng này lớn đâu dàn đấy. À. Ừ. Dạ vâng. Anh em làng mộc thì người ta hiểu hết mà. Vâng. Hiểu hết chất mộc, từng loại mộc. Chất mộc. Rất nhiều mộc quý nha quý vị nha. Và cháu có cảm nhận là cái vườn mộc của chú thì cây nào cũng răm dày chú nhỉ? Cây nào cũng răm dày. Răm rất dày nhỉ. Cái này là chuyển đi chuyển lại hơi nhiều đấy. Vâng. Trước nó ở rất chỗ rất ấm xong rồi đánh ra. Vâng. Thế còn nếu mà dòng thuần một chỗ thì có thể tán nó khác, ấm tán vâng. nhiều. Vâng. Thế và mình thì là giao lưu thương mại nên là cũng cứ được đâu là anh em thích thì lại chuyển đổi. Vâng ạ.
chú có thể cho quý vị biết cái số điện thoại của chú. Chú Điện đọc thoại luôn. mình là 0972 Vâng. 520 575. Vâng ạ. Ai có nhu cầu gì cứ liên hệ. Vâng. Nó có duyên với nhau là vô tư không vấn đề gì cả. Vâng. Chú Tuấn là người rất là vui tính quý vị nhá. Và rất là mến khách. Thì quý vị đến với Yên Bái thì quý vị đến thăm vườn chú Tuấn. Hoặc là quý vị ở xa thì quý vị có thể liên lạc với chú Tuấn để trò chuyện, học hỏi kinh nghiệm cũng như giao lưu. Vườn chú đầy đủ chủng loại. Thì kính thưa quý vị, Bonsai Đức Huy vừa cùng chú Tuấn chia sẻ những cây mộc, những tác phẩm mộc, có những cái cây mộc cổ rất là khủng mà lần đầu tiên Bonsai Đức Huy được chiêm ngưỡng. Bonsai Đức Huy đến đây xin phép quý vị được dừng lời đây. Bonsai Đức Huy xin cảm ơn quý vị và hẹn quý vị ở video tiếp theo. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Chú ơi, chào chú nhé. Xin chào Bonsai Đức Huy. Xin chào. Vâng ạ.